rau mùng ấy, nó đeo ngâm muối mà nó cũng đeo bóp đi để cho ra nó vẫn còn tươi, nó ngứa mà ngứa chết rồi thôi, đây ngứa móc họng à, đây đây tại vì đây đây còn nuốt vào người đau kinh khủng, thằng này nó mới thử vào mồm đau, thằng bị còn răng nơi nổi mồm làm ăn ngứa vợ bỏ nó quên rồi bà kia bà dùng lại cho bà thì mẹ em gọi em luôn để em nói nghe bà lại như thế, bà mày đi ra lấy 2-3 bát thì